Rồi, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh của Minh Chiến Ân Bá nha. Sau đây em sẽ qua và giới thiệu cho anh em một cặp bô đến từ Mỹ, hàng USA nha. Họ là bô 6.2, dòng monitor hàng về là rất là đẹp luôn, rất là mới và trùng series đúng cặp luôn nha các bác. Dòng này thì nó được bố trí một cách rất là kiểu như loa đồng trục nên anh em nghe nó ra từ một hướng nên rất là hay, nó không bị rối như những dòng loa khác kia, kiểu như loa đồng trục như loa tam noi, nên anh em karaoke và nghe nhạc cực kỳ hay nha. Đây, nó thiết kế là một cái bát và hai loa chép trong phân tầng và lỗ thông hơi để tiếng bát ra âm ở phía này. Anh em có thể bố trí để nằm hoặc là để đứng vẫn được nha. Dòng này nó rất là đa năng. Hai cần của nó đây, hai cần ring rất là đẹp luôn, hai cần rất là đẹp. Đấy. Hàng về rất là mới, thùng vàng luôn nha. Đấy. Mọi chi tiết anh em mua hàng liên hệ số điện thoại em. Cặp này bên em bán giá là 11 triệu 500, bao ship toàn quốc cho các bác nha. 11 triệu 500, anh em nhanh tay. Những sản phẩm này ngày càng rất là hiếm. Ngày càng giá càng lên càng càng hiếm. Hàng này hàng Mỹ luôn nha, Mỹ nội USA luôn, không phải Mexico nha. Hàng USA. Loại này không có hàng nhái nên em khỏi phải lo, khỏi phải lăn tay. Giá 11 triệu 500, bao ship. Rồi, để theo dõi những sản phẩm bên em, anh em vui lòng đăng ký kênh, ấn vào nút đăng ký và ấn nút thông báo để được thông báo những sản phẩm khi em đăng lên hàng ngày. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video này. Hàng thì anh em khỏi lo, bao ring hết tất cả cho các bác. Này rất là mới luôn nha, còn bụi luôn ấy. Đây, khóa là mới, tiếng cực kỳ hay. Những dòng loa bô thì cho ra âm thanh rất là trung thực. Khi anh em hát hát karaoke, giọng ca rất là hay và nghe nhạc rất là tuyệt vời. Này, phục vụ gia đình và giải trí vui chơi trong những ngày lễ Tết hay là gì đó trong gia đình mình rất là hay. Khi mà được mình trang trí trong nhà rất là sang trọng và rất là đẳng cấp, đối với những người người ta biết thì vào nhà thấy những kèm logo như thế này thì người ta sẽ trầm trồ và chứ không như những là dòng loa Việt Nam hay là China. Đấy. Rồi, cảm ơn các bác đã xem video này. Hẹn các bác ở video kế tiếp nha. Giá 11 triệu 500, em bao ship toàn quốc.